Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi, tinh giản biên chế là một nội dung thu hút được cái sự quan tâm của rất nhiều người và được Trung ương đặc biệt chú trọng. Năm 2015 thì Bộ Chính trị đã ra nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Mới đây nhất thì Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã ban hành 2 nghị quyết đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay 3 vị khách mời để cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm tinh giản biên chế, những vấn đề đặt ra. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đậu Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An; ông Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh; và cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Tung, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn 3 vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để mở đầu cho câu chuyện tinh giản biên chế của tỉnh Nghệ An thì Hương Giang xin được nêu ra một số những cái con số ấn tượng. Đó là trên 2.100 biên chế viên chức và 184 biên chế công chức giảm được trong 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017. Và với con số này thì hiện tại Nghệ An đang được xếp trong top đầu của cả nước về thực hiện tinh giản biên chế. Và ngày bây giờ thì Hương Giang muốn mời 3 vị khách mời cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự sau. Bằng việc rà soát lại đề án vị trí việc làm, song song với triển khai nhiều giải pháp cụ thể, huyện Tân Kỳ đã tạo được chuyển động mạnh mẽ trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đến nay, khối đảng đoàn thể đã giảm biên được 7,6%. Bộ máy cấp xã hoạt động linh hoạt, hiệu quả từ việc bố trí, sắp xếp, kiêm nhiệm nhiều chức danh như bí thư kiêm xóm trưởng, không có văn phòng cấp ủy xã, kiêm nhiệm các chức danh bán chuyên trách. Trong cái kế hoạch thì vừa đón đầu cái kế hoạch của tỉnh cũng như đề án của tỉnh. Thì hiện nay thì Tân Kỳ cũng đã bắt đầu hình thành trong cái tư duy, trong cái cách làm. Sau khi có cái đề án của tỉnh ban hành, thì rồi huyện sẽ căn cứ vào cái đề án đó. Về lộ trình, về thời gian, về yêu cầu thì rồi chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm túc đầy đủ theo cái tinh thần đề án của tỉnh, trên cơ sở phù hợp với cái thực tiễn của địa phương. Làm thế nào đó chúng ta thực hiện cái đề án này thành công trên địa bàn của huyện thì bộ máy hoạt động sẽ tinh gọn hơn, hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn, đáp ứng được với cái mong mỏi của người dân. Còn tại Sở Y tế Nghệ An, thời gian qua đã tiến hành sáp nhập 10 trung tâm y tế vào các bệnh viện tuyến huyện, đưa số đơn vị trực thuộc giảm từ 62 xuống còn 52 đầu mối. Hiện tại, 15 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tự chủ tài chính, giảm được gánh nặng cho ngân sách với hơn 4.000 biên chế. Khi mà thực hiện cái sáp nhập tự chủ thì sẽ tạo cái điều kiện cho các đơn vị chủ động trong vấn đề tuyển dụng cán bộ, đào tạo cán bộ. Theo đó thì cũng sẽ giảm được cái cán bộ viên chức được trả lương của ngân sách nhà nước. Toàn ngành y tế đã giảm được 4.304 cán bộ mà được trả lương bằng ngân sách nhà nước sang trả lương bằng cái nguồn tự chủ, và theo đó thì cũng giảm được khoảng 250 tỷ đồng. 3 năm thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, gần nửa năm triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Nghệ An đã tinh giản 2.115 biên chế và chuyển 4.344 biên chế sang hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị. Đến tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn tất phê duyệt đề án vị trí việc làm cho 55 trên 55 cơ quan đơn vị. Với kết quả ban đầu này, Nghệ An được Trung ương ghi nhận là địa phương xếp trong top đầu cả nước về thực hiện tinh giản biên chế. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là Nghệ An đã rất nỗ lực trong cái công tác tinh giản biên chế. Vậy thì các ông đánh giá như thế nào về kết quả này ạ? Trước hết xin được hỏi ông Nguyễn Văn Lư ạ. Tôi có thể nói rằng là ngoài cái sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thì có cái ban chỉ đạo thống nhất quản lý biên chế của tỉnh và cả huyện thành thị. Cho nên tất cả cái vấn đề sau khi chủ trương nghỉ 2 vào 1 thì ban chỉ đạo biên chế của tỉnh cũng như cấp huyện thành thị thì đã thực hiện cái vấn đề tuyển dụng, tức là nghỉ 2 vào 1 một cách rất là chặt chẽ. Thì đấy là một cái hết sức quan trọng mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã lãnh đạo chỉ đạo một cách đồng bộ. Chẳng hạn như ở thành phố Vinh chúng tôi thì ở cơ quan thành ủy hoặc mặt trận tổ quốc, khi một biên chế vào thì tất cả đều phải xin ý kiến của ban chỉ đạo tỉnh, sau khi nhất định thì mới được thực hiện. Và kể cả tôi nghĩ rằng các sở ban ngành cũng làm điều này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cái sự lãnh đạo của tỉnh, của ban thường vụ tỉnh ủy và của ủy ban nhân tỉnh. Và đây cũng có thể nói rằng là cái ghi nhận của cái cấp tham mưu, nó là ở tỉnh thì có ban tổ chức tỉnh ủy và phía nhà nước thì có sở nội vụ. Xin cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Văn Lư. Còn ông Nguyễn Quang Tung ạ, ông đánh giá về cái kết quả mà chúng ta đạt được trong cái tinh giản biên chế thời gian qua là như thế nào? Tôi rất là ấn tượng với những cái kết quả vừa rồi trong cái phóng sự và cả cái số liệu. Và đặc biệt có một cái điều rất ấn tượng đó là cái cách chúng ta tiếp cận vấn đề. Trong nghị quyết 39 của Bộ Chính trị có nếu có đánh giá rằng trong thời gian vừa qua thì biên chế chúng tăng nhanh, đặc biệt là ở đội ngũ cán bộ công chức cấp xã và ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Thì vừa rồi chúng ta làm tập trung hai cái địa bàn, hai lĩnh vực này, đặc biệt là trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chúng ta làm nhanh, làm tốt và làm như vậy là kết quả rõ hơn. Là cái đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh về cái việc thực hiện cái tinh giản biên chế ở tỉnh Nghệ An thì ông đánh giá như thế nào về cái kết quả của chúng ta trong thời gian vừa rồi ạ? Thưa ông Đậu Văn Thanh. Cái kết quả vừa rồi mà chúng ta thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết 39 đó là một kết quả rất là thực tế. Khi có cái chủ trương của lãnh đạo quyết liệt của ban thường vụ tỉnh ủy thì ban cán sự đảng ủy ban là chỉ đạo ủy ban nhân tỉnh, sở nội vụ trực tiếp tham mưu ban hành một kế hoạch rất cụ thể chi tiết để triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đã đề ra. Theo đó thì có hai mảng lớn nhất, một là phải ra soát để sắp xếp tổ chức lại bộ máy biên chế, sau đó tình nguyện là giảm biên chế theo tinh thần nghị quyết. Mà như tinh thần chỉ đạo của nghị quyết đó thì sở nội vụ bám vào cái chỉ tiêu mục tiêu đặt ra, ví dụ từ nay đến 2021 thì cái giảm tối thiểu ít nhất là 10% cái biên chế kể cả công chức viên chức. Lâu nay chúng ta biên chế quá đông theo cái đánh giá đó. Bây giờ muốn giảm mới giảm ai, giảm vị trí nào và cách giảm thế nào, nếu không có cái tấm chính trị chỉ đạo cao và biện pháp thiết ra thì cũng không thể đạt được. Xuất phát từ cái quan điểm tư tưởng chỉ đạo của ban thường vụ, với ban cả sự ủy ban tỉnh, ủy ban tỉnh thì sở nội vụ tham mưu để có triển khai đồng bộ, cho nên có được cái kết quả như hôm nay. Mục đích của tinh giản biên chế thì không chỉ giảm về mặt cơ học, có nghĩa là giảm về lượng, mà thông qua đó thì đấy là một cái cách thức để cho các cái cơ quan nhà nước có thể tính lọc được cái nhân sự, cũng như là nâng cao cái hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan nhà nước, đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của người dân trong cái điều kiện mà ngân sách của nhà nước còn hạn hẹp. Nhưng mà thực tế thì như thế nào ạ, thưa ông Đậu Văn Thanh? Cái mục tiêu nghị quyết đặt ra là đồng thời việc giảm biên chế bằng cái số lượng tuyệt đối thì phải tăng cường cái sàng lọc đội ngũ để nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức với cái số lượng đủ, không quá lớn mà theo yêu cầu, nhưng mà lại đảm bảo chất lượng để đảm đương được thực hiện hoàn thành tốt được nhiệm vụ mà được giao. Thì tinh thần nghị quyết 39 đặt ra như vậy thì lâu nay chúng ta triển khai thực hiện cũng giống như vậy. Trong đó có một nội dung trong các cái nội hàm mà các vấn đề cần phải giảm biên thì có một cái nội dung rất quan trọng, đó là qua cái đánh giá cái thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đội ngũ cán bộ công chức để sàng lọc ra. Một cái thực tế là cái việc chi trả cho cái đội ngũ công chức xã ấy, cũng là một cái vấn đề khá là khó khăn, vì là nó cũng chiếm một cái lượng lớn trong cái việc chi trả này. Trong khi đó thì cái chất lượng của công việc nó cũng chưa phải là tỷ lệ thuận với cái việc chi trả này. Vậy thì đây có phải là cái bài toán khó cho thành phố hiện nay không ạ? Theo Trung ương 6 thì chúng tôi đang tiến hành khảo sát để trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của tỉnh và Trung ương sẽ ra soát lại cái tổ chức bộ máy đối với phường xã. Một số phường xã là nếu như thực hiện theo Trung ương 6 là chúng ta phải gia nhập lại, hoặc đặc biệt khối xóm. Và như tôi đã nói thì đội ngũ bán chuyên trách đó thì phải một anh kiếm nhiều việc. Và trong cái hướng sau chỉ rõ là chúng ta phải thực hiện khoản biên chế cho cái đội ngũ này, kể cả là cán bộ khối xóm, và thực hiện cái vấn đề liên thông cán bộ từ phường xã đến các phòng ban và các đơn vị sự nghiệp để từng bước điều chuyển cái đội ngũ công chức của phường xã làm sao tinh gọn lại. Thì đây là một bài toán mà tôi nghĩ rằng nếu như thế được hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và đặc biệt là ngân sách phục vụ cho cái đội ngũ cán bộ công chức này nó sẽ hiệu quả hơn. Vâng. Vậy thì cái bài toán khó này có phải là của riêng thành phố Vinh hay là nó là tình trạng chung của các cái địa phương khác trong tỉnh ạ, thưa ông Đậu Văn Thanh? Cái số lượng mà cán bộ công chức chuyên trách, kể cả bán chuyên trách ở cấp xã phường ngày nay rất là lớn. Từ chỗ số lượng lớn đó thì nguồn kinh phí để chi trả cho chỗ này cũng rất lớn. Nhưng mà một bài toán là trả rất là số lượng lớn như thế, nhưng mà thu nhập bình quân của cái đội ngũ ở đây không cao, thậm chí tôi còn nói là thấp. Cái này chính là nó tác động trực tiếp đến cái đời sống và từ cái đời sống đó tác động đến chất lượng và hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã này. Thế để giải bài toán này thế nào thì nay là Bộ Nội vụ đang chỉ đạo tất cả các tỉnh ra soát lại cái biên chế cán bộ công chức chuyên trách cũng như bán chuyên trách của cấp xã phường thị trấn, mà từ đó để giảm được cái kinh phí chi trả và có điều kiện để tăng thêm được cái thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức. Hiện nay thì có nhiều ý kiến cho rằng là cái việc mà chúng ta giảm cái số lượng biên chế cán bộ công chức hiện nay là vẫn đang giảm về mặt cơ học. Thì ý kiến của các vị khách mời là như thế nào? Trước hết xin được hỏi ý kiến từ thành phố ạ. Tôi nghĩ giảm về mặt cơ học là tất yếu. Vì thực chất bây giờ nói về để giảm một người cán bộ công chức không phải là dễ. Vì nó gắn vào cả một quá trình công tác, gắn vào chế độ chính sách của một cán bộ công chức. Cho nên giảm cơ học là cơ sở quan trọng để chúng ta rút về số lượng và cơ cấu lại đội ngũ. Tất nhiên việc điều chuyển sau khi giảm cơ học là một bước gắn về tổ chức và như chúng ta xây dựng cái đề án vị trí việc làm. Cái thứ hai, khi tuyển chọn mới thì chắc chắn mình phải xem xét để bù lại những cái vấn đề về cái cơ cấu đội ngũ làm sao nó tinh gọn nhưng mà nó hiệu quả. Ông có đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Văn Lư không ạ? Thưa ông Nguyễn Quang Tung, chúng ta giảm cơ học mà chưa tác động được nhiều vào cái chất lượng tinh giản làm tính đội ngũ thì cũng không hoàn toàn là trúng. Bởi vì thực ra khi cái số người hiện tại là, lâu nay cái số người nghỉ hưu, số giảm biên chế là khoảng hơn 90% là nghỉ hưu, đó là một thực tế. Nhưng khi nghỉ hưu rồi đó, ta làm theo nguyên tắc là nghỉ 2 lấy 1, thì cái lấy 1 lâu nay thì ta vẫn lấy tốt. Tôi thấy các sở ban ngành lâu nay cái tuyển đầu vào là khá tốt, lấy được cái đội ngũ cán bộ mà công chức giỏi, những tài vào thì chất lượng thực ra nó vẫn được nâng lên. Thì giảm biên thì hiện nay là một bài toán đặt ra là có mấy cái giải pháp này. Thứ nhất là giảm biên theo cái số lượng mà nghỉ hưu đủ tuổi. Và thứ hai là nghỉ theo nghị định 108, tức là anh có lý do về sức khỏe, về năng lực, về cái trình độ chẳng hạn thì có thể nghỉ được tuổi theo nghị định 108. Thứ ba là rất quan trọng mà nghị quyết muốn đề cập đến mà dư luận cũng quan tâm, đó là cái số cán bộ công chức hàng năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ thấp qua đánh giá hàng năm thì sàng lọc và cho cái chỗ này nghỉ. Và thứ tư là xem xét để cân đối điều chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác. Nhưng thực chất thì này thì chúng ta đang thực hiện theo hai cái nội dung chuyển dài, hai giải pháp đầu. Một là nghỉ hưu đủ tuổi và chúng ta không tuyển vào nữa. Hai là nghỉ 108. Thì trong hai cái nội dung này đều liên quan đến việc là với một nguyên tắc là nghỉ 2 thì cho tuyển 1. Theo tinh thần như thế. Thì tất nhiên là này, nghị quyết đặt ra là cả một trình lâu dài. Nhưng khi chúng ta thực hiện thì những cái nào dễ chúng ta làm quyết liệt, mà sau đó chúng ta làm tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện cái nếu như chúng ta ví dụ cái tỷ lệ giảm biên từ nay đến 2021 mà chúng ta đạt được bằng cái phương pháp là giảm bằng nghỉ hưu hay là nghỉ 108 cơ học, nghỉ cơ học thì chúng ta lại tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, bởi vì bản chất vấn đề cuối cùng là phải nâng cao được chất lượng đội ngũ sau khi giảm biên. Liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng muốn mời các vị khách mời và khán giả cùng theo dõi một phóng sự sau ạ. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng, trên 4.700 đảng viên. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì khâu đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cũng là phần việc được coi trọng. Số liệu từ Đảng bộ khối cho thấy, trong 3 năm, từ 2015 đến 2017, Trong tổng số trên 4.700 đảng viên của Đảng bộ, chỉ có 45 đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, năm 2015 có 15 trường hợp, năm 2016 có 23 trường hợp và 7 trường hợp năm 2017. Không có đảng viên xếp loại 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tại Đảng bộ này, suốt 3 năm qua không có cán bộ, đảng viên nào thuộc diện tinh giản biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, đây là một cái quy định rất khó thực hiện. Tôi cho rằng đây là một cái việc mà đặt ra một cái vấn đề. Có phải là cán bộ chúng ta tốt cả hay không? Mà hay là cái phương pháp đánh giá, rồi quy trình đánh giá về cán bộ chúng ta là chưa phù hợp và chưa sát với cái yêu cầu thực tiễn. Thực tế lâu nay đấy thì cái việc là định cái việc làm cho từng cán bộ, rà soát từng cái việc làm mà người cán bộ đó đảm nhận, đó là việc rất khó, đặc biệt tức là trong cái lĩnh vực hành chính sự nghiệp thì đây là một cái vấn đề khó. Tôi cho rằng cái quy định như thế và cái thực hiện cái việc tinh giản biên chế mà theo cái cách đó thì chưa phải là cái cách mà là chúng ta giải quyết được vấn đề. Khi mà tất cả cán bộ công chức đều hoàn thành nhiệm vụ thì không có cái lý do gì để đưa họ ra khỏi cái bộ máy. Cái việc mà tinh giản biên chế mà dựa vào cái xếp loại lao động ấy, thì là một cái việc không hề dễ dàng. Và thực tế thì lâu nay là chúng ta cũng không có cái trường hợp nào giảm biên mà lại không hoàn thành nhiệm vụ. Về cái vấn đề xếp loại lao động này thì tôi rất là muốn biết ý kiến của ông Nguyễn Quang Tung ạ. Thì ông đánh giá như thế nào về cái chất lượng xếp loại lao động hiện nay? Lâu nay thì chúng ta vẫn nói là chúng ta chưa có một cái cơ chế đánh giá, tức là cái thứ đó nó sát. Nhưng mà cũng phải nói rằng là vẫn phải gặn một cái trách nhiệm. Lâu nay trách nhiệm chúng ta làm vẫn chưa hết thực ra này. Nếu mà làm thật quyết liệt thì vẫn có thể có, vẫn có là. Nhưng mà cái vấn đề đặt đây là hôm nay chúng ta đang nói chuyện tinh giản biên chế. Thì cái việc mà để mà giúp cho thủ trưởng các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị mà đánh giá cho thật sát đó, thì cũng đang cần một cái sự cụ thể hóa rất là lớn nữa. Và đấy là một trong những cái kênh mà chúng ta vẫn phải là chú trọng để đánh giá, để mà tinh lọc bộ máy và tinh giản đội ngũ cán bộ. Nhưng mà chúng ta quay lại cái nghị quyết 96. 96 nếu một cái chủ đề nghị quyết là đổi mới tổ chức bộ máy để tinh giản, tức là Trung ương cũng thừa nhận là phải từ đổi mới tổ chức để tinh giản. Thì như vậy là sau cái đổi mới tổ chức giảm nội bộ thì tự dưng là cái việc là anh bộc lộ cái chỗ này không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới ngay. Đấy nó gì đó anh lên cái đấy thì cái đó thì mình có cơ sở để mới đưa ra các cái quy định cụ thể để mới phân loại đánh giá cán bộ. Tức là khi nhập lại các đơn vị nhau thì rất nhiều là có cái không phù hợp với cái mô hình tổ chức mới, cái cách thức hoạt động mới thì chúng ta rất là dễ đánh giá hơn. Tôi tin rằng trong thời gian tới thì cùng với cái thực hiện cái sắp xếp bộ máy, cùng với thực hiện các cái quan điểm của nghị quyết 96 á, đưa ra những cái vấn đề nó liên quan đến là cái chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức bộ máy quay sát thì chúng ta sẽ làm để nó tốt hơn. Bây giờ cái tiêu chuẩn để chúng ta quy định, để chúng ta đánh giá phân loại cán bộ mà thực chất mà nói thì nó cũng mang tính chất định tĩnh là nhiều. Mà định tĩnh thì nó rất khó, nó không lường được cụ thể. Cho nên đấy là một cái yếu tố cơ bản mà tại sao chúng ta lại xếp loại cán bộ hầu như không có, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện Trung ương 6 sắp tới thì gắn vào cái sắp xếp này thì chắc chắn nó sẽ gắn vào cái chuyện là một anh có thể kiếm nhiều việc, một anh có thể chỉ huy nhiều đơn vị, thì chắc chắn rằng cái năng lực và cái cụ thể hóa về đánh giá cán bộ nó sẽ rõ hơn. Và chắc chắn sẽ có cán bộ là không hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn. Từ cả các đơn vị người ta đưa ra những cái trang người ta làm, tức là có cái khung để người ta tự đưa ra, bắt buộc người ta năng lực nhiều hơn. Chứ không ai đưa ra một cái chung được, mà từ đó từng một đơn vị phải tự đưa ra để mà sang lọc được. Bổ sung cái ý kiến của anh Lư, anh Tùng thì tôi thấy là hiện nay mặt yếu đó là có cái nguyên nhân. Chúng tôi thấy có hai nguyên nhân ở đây. Thứ nhất là cái cơ chế, cái quy định, cái tiêu chuẩn để mà của các cấp mà hướng dẫn để mà cụ thể hóa đánh giá cái đội ngũ cán bộ công chức là cũng chưa sát hợp, thậm chí là chưa đồng bộ với nhau. Văn bản cái khối đảng này, rồi đoàn thể này, khối nhà nước này, khi đưa ra một cái tiêu chí chung đó thì cũng cũng cần rất là rộng. Cái hạn chế thứ hai rất chủ quan, và cái nguyên nhân chủ quan đó là gì? Khi có một cơ chế đánh giá rồi, nhưng mà cái cách đánh giá hiện nay là nể nang, dịu hà vi quý, né tránh. Thế như vậy dù có cái cơ chế chế tài tốt bao nhiêu, nhưng bản thân cả cơ quan người đứng đầu và cơ quan họ đánh giá mà lại có cái tư tưởng là nể nhau, rồi dịu hà vi quý, rồi là không đụng đến nhau, thì chắc chắn cũng không thể có được cái kết quả đánh giá chính xác được. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Chính phủ có ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Trong đó đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2018 như là giảm 1,7% biên chế công chức so với năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Vậy thì để thực hiện những cái chỉ tiêu này thì đối với tỉnh Nghệ An thì có cái khó khăn gì không ạ, thưa ông Đậu Văn Thanh? Với cái chỉ tiêu đặt ra của tỉnh Nghệ An năm 2018 thì có khó khăn nhưng mà thực hiện được. Bởi vì nó phải xuất phát từ cái chung. Tức là cái mục tiêu của cả nước đặt ra vào Nghệ An cũng thế. Từ nay đến 2001 nó giảm ít nhất là 10% biên chế công chức và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. Thì mình phải đối chiếu lại thì sau quá 3 năm thực hiện từ năm 2015 đến 2017 thì Nghệ An giảm được 3,3% cái biên chế công chức và 1,71% biên chế viên chức. Còn lại từ nay đến 2021 thì về công chức là phải giảm được 6,7% và về viên chức phải giảm được là 8,29%. Như vậy trên cơ sở cái chỉ tiêu chung của cả cái giai đoạn đó thì những năm còn lại chúng ta là bắt buộc chúng ta phải giảm công chức là chúng ta phải giảm được công chức 1,7%, còn viên chức chúng ta giảm 2,5%. Đó là chỉ tiêu bắt buộc. Nên dù khó khăn mấy thì chúng ta phải phấn đấu đạt được. Như chúng ta đã trao đổi từ đầu của chương trình ấy, thì cái việc tính giảm biên chế là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, vì là nó liên quan đến quyền lợi trực tiếp của riêng tỉnh Nghệ An là đã có trên 65.000 biên chế công chức viên chức. Vậy thì để mà tính giảm biên chế một cách hiệu quả ấy, thì chúng ta nên cần có những cái giải pháp gì ạ? Trước hết xin được hỏi ý kiến của ông Nguyễn Văn Lư. Trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi Ban Thường vụ các huyện thành thị cũng như các cái sở ban ngành cùng phải vào cuộc để chúng ta thực hiện. Gặn vào đấy là các cái đề án về sát nhập các cái tổ chức bộ máy mà theo cái kế hoạch 111 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu thì chắc chắn tiến độ này chúng ta phải triển khai sớm. Và tôi nghĩ thì chỉ gần cái việc này thì chắc chắn là không những tối thiểu 10% mà chúng ta có thể đạt hơn. Cái thứ hai nữa là phải tăng cường cái kiểm tra giám sát. Nếu không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm hoặc không đảm bảo theo các yêu cầu chỉ đạo của tỉnh thì phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cấp các ngành, đặc biệt là xử lý các cái trường hợp vi phạm và gặn vào cái đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý. Còn ý kiến của ông thì như thế nào ạ, thưa Nguyễn Quang Tung? Một là sắp xếp và giảm mạnh các đầu mối trung gian không phù hợp với những ngoài khoa học. Cái hai là tự ra soát được chức năng nhiệm vụ và tính nhãn trong từng đầu mối một. Và cái thứ ba nữa là đối với các cái hội sự việc cống thì chúng ta nói tính giảm người theo tính giảm việc, tức là những việc nào mà xác định chất khoát nhà nước vẫn phải nắm á, phải trực tiếp làm, còn nửa không nữa thì vẫn phải mạnh dạn xã hóa và tạo tự chủ. Thì đấy là một kênh mà giảm áp lực ngân sách rất là mạnh. Trước đây ta chủ yếu đưa người vào đội ngũ công chức là xét tuyển, thời gian gần đây ta thi tuyển chất lượng nâng lên. Thì tại sao ta lại không nghĩ cái việc là phải sát hạch công chức, chứ không phải bằng đánh giá theo kiểu là trách nhiệm tương rất là khó. Tổ chức thi sát hạch theo định kỳ, đấy tôi nghĩ là một trong những cái giải pháp mà rất là nó song phẳng và công bằng để đánh giá một cách sàng lọc công chức. Tiếp nối cái quan điểm của anh Tùng và anh Lư nêu rồi, thì tôi nghĩ là mặc dù chúng ta đã thực hiện 3 năm rồi, nhưng phần phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện, nâng nhận thức cho toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên chức, mà trong đó đảng viên là lãnh đạo, chứ vai trò quan trọng. để cho tất cả cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ rằng là cái việc này ai muốn lui cũng lui được, cấp ủy đảng anh đánh đạo cái việc này đến đâu, cái biện pháp giải pháp thế nào để thực hiện được cái quyết tâm lãnh đạo chính trị của mình. Phải nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu cả cấp, cả ngành, các địa phương và các cái đơn vị. Bộ sứ vô cùng người đứng đầu là thực hiện. Nếu tư tưởng người đứng đầu mà cũng thể hiện rõ quyết tâm cao thì chắc chắn trong cơ quan là không có được cái giải pháp cụ thể đúng thực hiện. Một cái vấn đề chúng ta thực hiện rất quan trọng đó là vấn đề tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp phúc lợi. Mà nếu chúng ta giải quyết được vấn đề này thì vấn đề giảm cái đội ngũ công nhân viên chức hưởng lương của các đơn vị sự nghiệp, vì thực chất mà nói cái bộ máy hành chính không phải là nhiều, những bộ máy của các cái đơn vị sự nghiệp công lập là cực kỳ lớn. Và nếu chúng ta tiến hành xã hội hóa nhiều và tự chủ cái việc nhiều thì chắc chắn ngân sách nhà nước để chi trả cho việc này nó sẽ rất là hạn chế. Như Nghệ An tôi nói là ví dụ cán bộ biên chế về công chức chỉ có 3.000 ở thời điểm 2005 và 2015, 3.779. Riêng viên chức là có 62.500 người. Vậy thì cái biên chế viên chức trong đơn vị nghiệp cực kỳ lớn. Vậy chúng ta đẩy mạnh xã hội hóa, đẩy mạnh cái tự chủ thì sẽ giải quyết vấn đề là chúng ta giảm biên hoặc là chúng ta không dùng cái ngân sách của nhà nước để chi cho cái lao động trong cả đơn vị sự nghiệp. Thì riêng ngành y tế và một số đơn vị tự chủ là chúng ta có 4.344 cái biên chế viên chức tự chủ. Đồng nghĩa với chúng ta có khoảng 200 tỷ không phải chi hàng năm cho cái đội ngũ này nữa. Cái này chính là cái là cực kỳ tập trung là tốt trong quá trình thực hiện cái giảm biên. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu cuối cùng của tinh giản biên chế chính là để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của đội ngũ cán bộ công chức cũng như là bộ máy. Với những cái ý kiến đã trao đổi trong cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay cũng như những cái giải pháp mà chúng ta đã đưa ra thì chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới cái việc thực hiện tinh giản biên chế của Nghệ An sẽ có những cái kết quả tốt hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.